Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin giá vàng và dầu ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên Động.vn. Kính thưa quý vị, giá vàng thế giới đang hướng đến tuần thứ 3 tăng liên tiếp. Hôm nay, niêm yết trên Kitco ở mức 2.005 đô la Mỹ trên một ounce. Nhìn chung có tăng khoảng 1,1% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng khoảng 21,8 đô la Mỹ trên một ounce. Thị trường vàng thế giới chứng kiến lực mua mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần khi giới đầu tư muốn bảo vệ tài sản của mình trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Nếu xung đột tiếp tục leo thang, nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng sẽ càng tăng cao. Ngoài ra, vàng tăng còn trong bối cảnh giá dầu, mặt hàng có quan hệ mật thiết đối với vàng cũng đang tăng lên. Trong khi đó, vàng trong nước có phần trầm lắng ngược chiều thế giới. Theo đó, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng lớn tại Hà Nội niêm yết ở mức 70 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào và 70,7 triệu đồng trên lượng ở chiều bán ra, giảm từ 100 đến 200 nghìn đồng mỗi lượng so với thời điểm sáng ngày hôm qua. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và bán ra được duy trì ở mức 700 nghìn đồng trên lượng. Dưới đây là thông tin chi tiết. Về thị trường ngoại tệ, đồng đô la Mỹ đã mạnh lên trong tuần này. Chỉ số đô la Mỹ Index hiện ở mức 106,58 điểm. Đồng bạc xanh tăng giá trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ cũng tăng sau số liệu cho thấy kinh tế Mỹ đã ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong gần 2 năm qua trong quý 3. Trong nước, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hiện được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.107 đồng trên đô la Mỹ. Dưới đây là thông tin chi tiết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những bản tin tiếp theo. Uống gì trúng nhiều tiền nhiều tiền. Úi, đất tài thanh, chào thanh không độ, nói bồng anh. Trúng giải 1 tỷ, tính giải 100 triệu, 2.000 giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thứ nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.